Những ngày trải nghiệm trên đảo Điệp Sơn cũng đã kết thúc. Các thành viên tạm biệt hòn đảo bình dị xinh đẹp để trở về đất liền. Chiếc xe hồng đưa các bạn đến với thành phố biển Nha Trang. Nơi ở của các bạn lần này là An An Homestay, một ngôi nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh gần Hòn Chông tại thành phố biển Nha Trang. Có thiết kế mở và đầy màu sắc, thích hợp với những nhóm bạn trẻ thích du lịch và thưởng ngoạn cảnh đẹp. Wow. So hot. Very, very hot. Wow. Oh yeah. Lại đây mỗi người một tầng. Mỗi người một tầng đó. Rồi chiều lắm. Kéo lại tối ngủ thì đã lắm. Chiều rất là chiều. Oh yeah. Mày này là xích đu. Trong lúc phân chia phòng ở, đã có một lý do gì đó mà Thảo lại không ở chung với các bạn nữ khác. Phòng đã qua trò chuyện cùng Thảo. Đời cũng chưa ác lắm với mình. Thấy sạc quá sạc. không nghĩ là sẽ cư xử như vậy luôn. Sạc mà thiếu. Em không có nghĩ đâu. Hả? Em cũng không nghĩ. Trong khi đó, ở phòng nữ, và bây giờ mình nghĩ cách xem bây giờ mình làm gì nhỉ? Bây giờ mình là giả điên đúng chị? Mình giả điên đúng không? Giả điên, mình giả điên á, mình lôi nó tỏ ra nó khó chịu là người ta thấy liền. Tại vì nó đang rất là khó chịu với mình chị. Nó rất là đang khó chịu với mình, nhưng mà khi Thảo cũng được bung lên rất là nice. Thảo vậy đó, Thảo vậy đó mà mấy mà nó tỏ thái độ ra là chớp liền, camera chớp liền. Chỉ có cách đó thôi bây giờ chứ chị không biết lời ra ấy, đừng đi để ý nhá. Nó cũng bị bắt hơn nhiều nữa. Nó bị bắt hơn nhiều rồi. Trong mấy cái chương trình đó hôm qua là thích cái thằng tối hôm qua. Là nó đã bộc lộ cái tính non biết mà với lại ông phát rồi. Em chỉ tội chị thôi. Bị ra rì. Tại chị không tham gia vào mấy cuộc đó. Đúng xài luôn. Hồi tối hôm qua là lớp mình ngồi chơi đó là chị định nói rồi. Thôi chị định không. Chị cũng không nói thì chị đâu nói đâu. Nó biết hết, nó biết em với chị nóng tính. Nó biết là cả em và chị đều nóng tính. Chị nói đúng, tự nói hay là nóng tính đó mà ai đây ai cũng biết đúng. Nhưng mà hả, nó còn biết địa biểu của mình là không nữa. Không hả? Là nó bắt chụp không là mình sẽ lòng cái nóng tính của mình rồi. Chứ bà này chị cũng quả là cái dạng gì vậy trời. Nếu hiểu nó làm cái show này nó quá điên lên như vậy để làm gì ấy. Em sự đồng thì em không biết chuyện gì luôn á. Linh nói giả tạm. Bây giờ Linh chiều nay bọn mình quay trở lại bình thường với Phong, đặc biệt là em. Em cũng nghĩ thế đấy. Em phải có em thế này. Em cũng nghĩ thế đấy. Em cũng nghĩ là em sẽ kéo Phong lại. Đúng. Là em như chơi với nhiều đám á, vô cái tụi nó chơi trước rồi đó. Xong rồi cái mình vô cái mình bắt không kịp á. Xong rồi cái mình bị ra rìa. Bắt không kịp một cái mà mình chỉ cần khác tính một chút xíu thôi là ra rìa liền. Nghỉ chơi. Em bị mấy lần rồi. Mà đi chơi mà cái khó chịu nhất mà đi chơi á, mà bị giống như là bị ruồng bỏ. Nhưng mà chị ấy là không hợp nhưng mà chị không làm theo cái cách đó thì thấy bất cứ đâu cần thiết cho ta. Chị xíu lại bị giống như là chắc bị cũng cô lập thì mình không có muốn tự nhiên chín người chơi xong rồi một người chơi riêng. Nó sai lắm. Sau khi ổn định chỗ ở, các thành viên cùng đi ăn trưa. Đây là bữa ăn đầu tiên từ khi rời đảo của các thành viên. Các mọi người đã quên người anh lớn của mình rồi sao? Ai vậy? Ừ,
toát. Chết. Phải đi sửa mấy cấp rồi, dậm nè, dậm. À đi đi dậm. Đi dậm nó cái nào. Anh nói chuyện cũng xéo sắc quá ha. Chắc có thể là em ngây thơ nên em tin lầm anh. Em tin lầm anh. Anh Phát. Anh Phát tới, anh Phát tới. Anh Phát, anh Phát, anh Phát, anh Phát. Đây giờ anh Phan há miệng ra đem đút thẳng cho anh luôn nè. Thăng liền luôn. Rồi, vậy đi. Trời ơi, đổi chỗ lên đây. Đổi lên đây. Quỷ hả? Nhọt quá. Thế ghen tị đúng không? Ghen, ghen. Anh cho nhanh vô. Ghen, không phải ghen với em mà ghen với anh Phan. Chưa nè. Thì đó, anh cho nhanh vô, từ từ thôi. Anh lên những đồ cặp cho biết ẩn là chúng ta. Địa điểm ở của các thành viên rất gần với bãi tắm Hòn Trông. Thế là các bạn có một chuyến dạo biển ngay chiều hôm đó. Bảo vệ nhau nhỉ? Nhỉ? Bảo vệ nhau bảo nhỉ? Em bảo vệ anh đó. Rồi nhau khỏi đi coi như em chưa anh nói gì. Em bảo vệ nha. Thế không ha? Rồi tập trung thôi nào. Trong chuyến dạo biển này, các chàng trai sẽ chọn cô gái để đi dạo cùng mình. Đây, qua đây không vậy? Mệt quá à. Đạt Đức, qua đây. Anh Hiểu. Yup. Go ahead. Đi ơi. Phan Phan, em mới gọi em tên gì? Đàn. Nãy mới gọi em tên gì chị? Đàn Đức. Chết hết rồi. Đàn Đức. Thôi em chỉ đi tiếp gì hả? Phát. Ok rồi rồi. Đi đi với anh. Em chuyện cặp hai ông này cặp đi. Nhi và Josh cứ như đôi vợ chồng trẻ đang đi hướng tuần trăng mật. I had a date with Nhi on the beautiful beach of Nha Trang. We had a fantastic time swimming in the water, playing in the water. That's about it. We had a few talks about our future and what we're going to do after the show. It was all very positive, which is good. Còn Trúc và Henry thì lại tranh thủ đi ăn quà vặt. Còn Nhật thì vẫn tiếp cận Đan như những ngày trước. Dạ, có một sự đồn đại không nhẹ. Mọi người đang xăm xì. Sao? Ngồi lắm. Cát xong đem cái đùi lại che cặp nên để tết chân nè, truyền hình tết tại chân bớt lại nha, bia đã nghe nha. Em lau cá lắm không? Em hả? Ừ. Em gà trớn. Ủa mấy đứa gà trớn thì nó lại là hiền. Em không em, em gà trớn là bằng anh không hiểu mà, nhưng mà đàn ông thì con gái như cà chớn với cái họ mà cái người mà họ cảm thấy an toàn thôi à. Ok đừng cà chớn luôn, tôi đứng quýnh cho bờm đầu. Dễ ăn chớn chứ anh nhường hết á. Mong là vậy. Thích tính cách của Thảo không? Không. Thảo khác, Thảo bình dị quá. Thảo như là như em thấy đó, anh thì cũng giỡn, cũng nhây, cũng thùng, nhưng mà Thảo thì không có vậy. Nhưng mà vậy nó sẽ trung hòa được với hai đứa nhây với nhau ba nhà. Ừ, cái ngày vui ấm sùm còn hơn là anh giỡn với ai. Nếu mà vậy thì không có giỡn được, mình giỡn hồi biết đâu có thể là mới gặp chị Thảo nên chưa có cái sự ấy, từ từ sẽ ít đi rồi đó. Thảo chưa có hiểu nhiều về anh lắm. Anh có cảm thấy qua nay team mình nó rất là căng với chị Thảo không? Ừ, anh thấy. Anh có biết lý do vì sao không? Anh không biết. Em thì không rành. Nội bộ thì chắc chỉ có chị gì? Chị Trúc với chị Linh hiểu thôi. Nhưng mà em nghĩ chắc có vấn đề gì đó giữa mọi người với Phong, với Thảo, với hai người đó. Đã đi đến đây với nhau rồi, kiếm ăn chung chuyện chi nữa. Ừ, vậy là vậy đó. Còn tính cách mọi người có hài đồng hay là muốn xăng si soi mối chuyện gì đó là chuyện của họ,
mình sống cuộc sống mình hiểu những gì mình ghét, mình cần. Tôi không có muốn chung này đâu. Ủa gì vậy, bikini mặc sao hả? Ủa mà có liên quan gì đến anh? Cái gì? Thật, nếu như mà không chọn chị thì là sẽ chọn anh. Ý là chị nói là không có là nếu mà như bình thường. Bình thường luôn. Đúng mọi rồi. Người bình thường với nhau hả? Tại vì cảm giác như hồi nãy em chọn chị nghe hơi miễn cưỡng. Thôi em chỉ đi tiếp vậy hả? Rồi mà cũng một là chị, hai là với Đen. Em thích nói chuyện với người đầm đầm giống chị. Chị không biết do bây giờ chắc do tâm trạng của chị không được tốt nên chị không có nói nhiều, chứ thật ra chị cũng không hẳn là đầm. Nhưng mà tính chị kiểu như vậy, chị cũng sẽ là kiểu như là lơ nhiều hơn. Bình tĩnh. Đúng rồi, chị rất là bình tĩnh. Nếu mà là người khác trong trường hợp của chị sẽ có những cái biểu hiện rất là khó chịu mà ra mặt. Còn chị thì chị cũng có khó chịu nhưng mà chị không có bị caught up, bị vướng vào trong cái vòng xoay đó. Đó là cái rất là hay. Chị mệt lắm. Không nhất thiết phải như vậy. Thì cảm giác như là mọi người không, tại vì thật sự chị không có làm gì hết. Nếu như mà đó là lỗi của chị làm một cái gì đó mà để cho mọi người như vậy á, thì ok, chị sẽ có thể chị sẽ buồn. Nhưng mà chị đâu có làm gì. Tại mọi người thì muốn tách ra hoặc là không hợp ở đây thôi, bình thường. Chị cũng cảm thấy không hợp thì thôi. Hồi nãy mấy người đó thấy không xe xuống cái là tự nhiên chạy qua cho chị Thảo ơi đi chung với mọi người nè, rồi chị Thảo ơi ăn cái gì đó, bắt đầu quan tâm tới. Mà chị cảm thấy cái đó nó giả tạo kinh khủng luôn ý, không cần thiết phải như vậy. Ôi thà mà nói chung là từ cái lúc mà chị tách ra khỏi cái phòng đó là chị trước đó thì chị cũng cảm thấy là hơi có gì đó kiểu giống như hơi tủi thân. Rồi từ lúc hồi vừa mới tách ra khỏi cái phòng anh chị thấy bình thường. Giờ nói chung chị làm theo cái ý chị thích thôi, chị muốn thôi chứ không cần thiết phải bình thường. Em thấy thực sự cái vụ này em không muốn đụng vô, tại vì không phải là chuyện của em. Em chỉ tại vì em thích nói chuyện chị với là em cũng tự nhiên mấy người đó chơi chung với nhau được rồi thì giờ hai chị em mình đi chơi thôi, bình thường. Người mà em có thể chia sẻ nhiều mà có em cảm thấy thoải mái khi mà ở cạnh thì chắc là Phong. Hai đứa nói chuyện vui và hợp và có nhiều cái bí mật sắp được bật mí nên hai đứa mới đi với ông vậy cho nó vui. Mọi người gần đây có chọc em với anh thì chị Linh mới nói không, mì nó không phải cái gu của con Đen đâu. Bữa hình như nó hồi sáng á thì chị chút mới nói không, chưa chắc đâu, sẽ khác đấy. Không biết sao bạn sẽ nói vậy. Mà mọi người gần đây có cái cảm nhận là mọi người đang cái nói em và anh không? Thì mọi người thích anh đó. Biết mà, trong nhóm nam và nữ ai cũng thích anh mà. Đó là anh nói thiệt đi, tụi em giúp cho, tại vì tụi em thấy anh này cũng rất là ok, em cứ nói đi. Giúp cái gì? Họ nói thiệt cái gì? Thì cái đó anh mới nói. Hỏi là tại sao cái vấn đề mà giữ em lại, vấn đề mình thuyết phục em ở lại anh là người đứng ra mà nói như vậy. Nhưng mà không biết trời xui đất khiến sao, khi mà đi mua đồ, đi chợ, đi này kia thì nó ngồi mọi người đang nói vào rất là nhiều. Em nói thôi, nếu mà vậy thì làm cho nhanh luôn, nói cho lẹ luôn, biết đâu không có cơ hội nữa. Giờ mình không nắm thì thôi, không có cơ hội để nắm nữa. Ở lại nấu cơm với anh. Thì anh mới nói thôi. Thì mọi người hỏi anh là tại sao mới nói vậy thì anh cũng nói cho mọi người hiểu. Em nói thì vậy hết làm sao? Nghĩa là đi 10 người nó sẽ đẹp đội hình hơn là bị lẻ. Với lại là em đã đi với mọi người cũng từ đầu, em bắt đầu từ đầu và đi với mọi người tới ngày hôm đó.
thì nên là trọn vẹn cái chuyến đi hơn là gãy gánh giữa chừng. À, lý do mà anh muốn em ở lại là để cho có đôi có cặp cho chẳng số 10. Lý do thứ hai là cho đi hết một phần hai hành trình rồi bỏ hiểu đi thêm phần còn lại nữa đúng không? Lý do thứ ba không, không có lý do thứ ba, em nghe hai cái em nghe dấu chấm rồi. Ok, em muốn nghe lý do thứ ba thôi. Lý do thứ ba là có người chịu làm chung với anh, có người chịu ở lại chịu chung với anh, làm chung với anh, nghe là có người đồng hành với anh. Làm gì? Em nhớ cái lần mình nấu cơm lúc bữa trưa không? Thật sự là chỉ có hai đứa mình là mừng đó. Anh nghĩ là có thể là một mình anh làm luôn. Là cần mọi người làm chung thôi đúng không? Cộng tác chứ gì? Nó trẻ. Mới nói xong. Bây giờ là anh với em ở lại để anh có cơ hội để anh nói chuyện với em. Thôi, nó nói là như vậy, anh muốn nói chuyện với em. Anh nói chuyện gì? Thì... Vậy muốn nói chuyện sau này ộp máy xong bây giờ có phone đó, phone cho nhau. Vậy không có em thì trong đây cũng còn 9 người còn lại, đâu phải là bỏ nó đã một mình đâu mà không có người nói chuyện. Cho em hỏi xí. Em hỏi đi. Anh thấy Phong sao? Anh cũng biết Phong sao nữa. Nhỏ thôi. Nói nhỏ thôi, người ta ngồi ngay kia kìa. Không, thật ra là lúc đầu thì mọi người chúc nè, hôm qua Henry cũng nói với em là Henry thấy là Phong có vẻ thích em. Ủa trời, cái đó biết. Mới đầu là như đó, nó cướp màu đen em á. Nhưng mà hôm qua khi mà Phong bảo là ở trong đám Phong không thích ai hết á, thì em có hơi giật mình, hơi bất ngờ xí. Anh hiểu rồi. Tại vì là lúc em đang chuẩn bị muốn mở lòng với bạn ý, thì bạn ý lại lại khép lòng lại. Lại tìm đến một hướng khác. Đúng tìm rồi. Đến một hướng khác luôn rồi á. Chứ đúng không rồi. Phải là khép nha. Đúng rồi. Tìm đến một hướng khác luôn rồi. Thì em cảm thấy hơi hơi bị hụt hẫng tí. Hơi bất ngờ chứ phải không phải hụt hẫng nữa. Đúng rồi, em là một người khó tính. Anh phải công nhận điều đấy không? Đúng rồi. Em là một người rất khó tính. Không dễ gì để em mở lòng. Nếu như có người thích em, khi mà em nhận ra được là người ta thích em sẽ phải cần một khoảng thời gian em suy nghĩ. Nhưng mà bạn ý lại hơi vội vàng quá. Không phải, có thể là người ta tới, người ta mới tới. Nhưng là nếu như mà chị Thảo đến cùng lúc với bọn em thì chưa chắc không thích em, đúng không? Chắc chắn rồi. Nhưng vấn đề là anh cũng biết rồi, tại vì thật sự luôn á, Phong nó cũng ok, vẫn good này nọ các kiểu. Đúng, Phong vẫn nói chuyện với em bình thường, nó vẫn bình thường, nó vẫn good này nọ đó. Nhưng mà cái anh nghĩ là với một người con trai á thì người ta sợ đợi lâu quá rồi, cái mục tiêu mà cái người con gái đó không phải là hướng về cái cậu ta mà lại hướng về một cậu khác, đâm ra người ta cũng ngại mà người ta có nhưng mà thay đổi tình cảm như thế thì quá nhanh không? Anh thấy quá nhanh không? Từ đầu khi mới bắt đầu tới bây giờ mới có mấy ngày, không phải là nếu như thay đổi tình cảm nhanh như thế thì em thật sự là không biết là khi mà em gọi là nếu như em thật sự mở lòng Phong đi, không hiểu là đến khi nào em sẽ bị bỏ rơi luôn á. Không, nhưng mà để anh nói cho nghe. Tại vì cái lúc kia anh cũng thấy, thí dụ như Phong nó mở lời với em thì em cũng phải cho bật đèn xanh với em cũng lại... Không, lúc đó em chưa có tình cảm với ai hết. Thật sự chưa đúng có rồi. Tình cảm với ai hết. Vậy em nó có nói là em quý Phong nhất, tại vì Phong hay nói chuyện với em nhất. Nhưng mà vấn đề là chỗ cho anh, tại vì em không có cho Phong nó hiểu, nó được một cái là nó nghĩ là nó hiểu là em cũng có một chút gì lúc đó. Lúc đó em chưa thích. Thật ra lúc đầu Linh thì khá là quý Phong, tại vì Phong chơi được với cả các bạn nữ và các bạn nam rất là hòa đồng, và Phong là người gần như là người kết nối các bạn nữ với các bạn nam. Vì Phong khá là vui tính. Khi mà mọi người chưa có tìm hiểu kỹ về nhau cũng như chưa quen nhau nhiều
thì Phong là người luôn gây ra tiếng cười cho cả nhóm. Nhưng mà sau này thì Linh lại cảm thấy Phong với Linh có một chút xa cách, nên là Linh nghĩ chắc có thể Phong và Linh cũng không có quá hợp với nhau. Thì em có thích Linh tại vì Linh lạnh lùng. Đang thì nó như là đang với Lan nó nói thẳng ra, biết thì biết nó suy nghĩ thế nào. Linh thì em muốn tìm hiểu thêm tại vì lúc đó lạnh lùng. Mà tới lúc mà em tìm hiểu em nói chuyện thì em thấy cái này quen quen. Kiểu nói chuyện quen quen, kiểu suy nghĩ cũng quen quen, không phải là giống y chang mà quen quen với một bạn gái mà em đã từng tìm hiểu. Và không có cái kết, không có cái bắt đầu luôn. Tại vì tìm hiểu được một thời gian cái thấy không có hợp. Anh Chi, bây giờ anh cũng không biết nữa. Anh giờ anh không biết là cái con người nhà Phong như nào thật sự. Thật sự là em cũng không hiểu. Nhưng mà thôi thì nếu như mà người ta đã không thích mình nữa mà mình cũng chưa kịp mở lòng với người ta thì bỏ ha. Thôi anh không biết đâu nha, cái đó là bản thân em tự động. Không, thì em đang hỏi ý kiến anh mà. Ủa, em đang hỏi. Nếu gặp anh à, gặp anh thì anh 50-50. 50-50 chi vậy, khi mà người ta đã không thích mình. Dạ em khều á, không còn thích không? Thích thì mình tới không, nha. Không thì vô duyên á, nhỡ đâu hai người kia đang tiến triển rồi. Vô duyên không? Cái đó thì không, ai biểu mình phải ra. Em không phải là người con gái. Ừ đó. Em không phải là người con gái vô duyên. Bởi vậy bây giờ khó lắm. Bây giờ thật sự là em cũng không muốn mở lòng với bạn ấy nữa. Ừ. Tại vì bạn ấy đã có người khác rồi. Ừ, thì em mới làm với Andy kìa. Tính em là bọn em đã mở lòng rồi anh ạ. À. Bọn em đã mở lòng với nhau rồi. Bọn em chơi rất vui. Rất vui. Là vậy em có suy nghĩ là em có muốn tình cảm chơi gái với Henry không? Henry em vẫn chưa nghĩ là sẽ chỉ có thể là sau chương trình hoặc là một thời gian nữa. Nhưng mà giờ bọn em chơi vui thì cứ chơi thôi. Anh ấy tính cách em sao? Biết rồi. Em rồi. Cẩn thận nha, để em qua anh xuất viện đó. Nghe nó thật hay nghe nó xạo? Thật. Chết rồi em hả? Thì đơn những cái cơ bản với mình giờ em cũng đã nói, cũng đã nghe rồi, đã biết hết rồi. Anh nói cái mà em chưa nói được không? Tính cách của em nó đủ với anh. Đủ là sao? Nó hợp à? Em có nghe cái câu mà cùng cực nó đẩy nhau à. Khác cực thì nó là hút nhau. Đó là tại sao em nói là cái mẫu anh không phải là cái mẫu người của em. Không dính chỗ nào luôn, hoặc còn là ghét nữa. Ừ, thế là cực kỳ ghét cái kiểu đó, cái style đó, cái loại đó. Cũng là ghét, không có ưa, không để vào mắt. Nhưng mà không có nghĩ tới cái vấn đề là hai cực khác nhau. Hai thái cực khác nhau. Bây giờ hút nha. Còn những gì mà em cảm nhận, mình là như vậy, tôi là như thế. Thì khi mà nó cùng cực nó sẽ tự không, anh không biết, anh cảm giác là nếu nó là như vậy. Thì anh cũng không có mong làm nói ra để mà sau này là quay xong là em có thể là ngay bây giờ em thành một cặp như là Nhi với lại Josh. Không mong như thế. Anh chỉ mong là anh đang gieo được cho em, trong người em, trong đầu em một cái hạt giống. Để được từ hạt giống đó nó thành một cái cây lớn. Cái em thích anh, thì ban đầu em gặp anh thì em bước xuống xe nhớ anh nói anh tên gì không? Tên là Nhật, mọi người có thể gọi mình là Củ Mì, em Củ Phài nè anh. Tên em Lầy. Giỡn nhây á, giỡn vui thôi. Thì nhưng mà khi leo núi á, thấy ông này ông chăm sóc bà Linh chắc cũng ga lăng, tại em thích con trai ga lăng lắm. Mà em là cái đứa thích chiều nữa, vậy không ga lăng với em mà cũng không được. Rồi chuyển sang đảo nè, thấy ông này giỏi. Còn về ăn mặc, về cái style của anh, cái cách nói chuyện của anh. Em biết tại sao không? Em ghét kinh luôn. Em ghét cực kinh luôn. Thì anh có một cái chân lý sống, anh không muốn giống ai hết á. Giờ lúc mà anh bắt đầu mình không giống, vì mình có cái gì đó riêng của mình. Mình muốn tạo nhưng đừng có để mình gọi là lập dị quá. Đúng rồi. Còn một lý do nữa. Nói đừng cười anh nha. Em nấu ăn giống mẹ anh. Là sao? Là mặn hay là ngọt? Không, nó gọi là cái vị á, anh ăn cái vị nó
khá giống, nhưng mặc dù khi mình nấu là không có đủ gia vị, không có đủ đồ, nhưng mà anh vẫn nghe có cái mùi. Tại vì cái món ngon nhất luôn luôn là cái món của mẹ mình nấu, anh nhớ là món canh chua. Hồi nhỏ anh có cái tật là ăn canh chua không ăn với cơm mà nên ăn với bún. Anh ngồi anh ăn một hồi, anh nói mẹ cho con chén nữa đi, chẳng mười. Mẹ nói trời, mẹ ăn gì dữ vậy, 10 chén rồi hả con? Nó dạ con, ngồi con lẩm lẩm hết. Nghĩa là 3 ký bún ở đây là hết. Nghĩa là anh ăn hôm bữa giờ, từ bữa giờ, từ cái lúc mà nấu cơm, nấu anh nấu nồi canh chua lên, cái nồi canh chua này nó khá thú vị đấy. Thì trong năm chàng trai thì đang ấn tượng đó là mì, một người ga lăng về chăm sóc Đen trong những ngày vừa rồi cũng khá là ấn tượng với ảnh. Với Đen thì Nhật có cảm tình, có cảm tình khá là sâu. Nhật sinh hoạt Nhật nói chung là đồng hành cùng với tất cả mọi người, thì có lẽ Nhật cảm giác là cái phần thiện cảm mà Nhật chiếm được của tất cả mọi người, đó là một cái điều mà Nhật tự hào nhất. Còn phần Đan, Nhật cảm thấy là Nhật có thể tạo được lòng tin cho Đan, nhưng mà nó không phải là bây giờ, nó là ở một cái tương lai của một thế giới khác. Nếu của Mì không phải là cặp đôi bí ẩn thì có thể Đan và của Mì sẽ tìm hiểu nhau. Tương lai của thế giới khác nghĩa là ở một thời điểm nào đó, một tương lai thế giới thì có thể là của Mì sẽ là một cặp với Đan. Nhưng ở cái tại ở đây, ở thế giới này thì điều đó là không thể. Các thành viên đã đến với thành phố biển Nha Trang và tận hưởng những ngày cuối cùng của chương trình. Chốt và Nhi ngày càng khăng khít với nhau. Nhật và Thảo thì lại rạn nứt vì Nhật đang tiếp cận Đan rất nhiệt tình. Phong vẫn luôn là chàng ngự lâm đi bên Thảo. Những mâu thuẫn và câu chuyện tình cảm của các thành viên sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo.